cửa hàng Nhật Đông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray Cẩm Mỹ Đồng Nai, số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên có sử dụng Zalo và bên có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một em máy cưa xích siêu phẩm nha. Hàng tay dài mini nha, dành cho anh em chuyên về mảng leo nhong nhánh tỉa cành này, hoặc là sử dụng trong gia đình vườn nhà. Rất là vừa tầm nhỏ gọn nha. Và em này nó về độ đẹp đẹp 90-95% nha mọi người. Rất là mới nhá. Đó. Giờ bên em sẽ quay chi tiết cho anh em xem về máy này. Rồi thì em này đến từ thương hiệu Echo Kiorit nha mọi người. Mã số là 3500. Hàng hệ đời 4 số đời mới nha. Đó, một mẫu tay dài nhưng mà mang hệ công suất lớn nha mọi người. Đây. Được sản xuất năm 2005. Đó, rất là mới nhá. Và 35,8cc. Đó, một em máy tay dài nhưng mà 35,8cc. Đó, anh em đều biết rồi ha. Rất là mạnh, rất là bốc, sử dụng gia đình là khỏi suy nghĩ luôn. Đây, trọng lượng là 3,6kg đầu không. Đó, đầy đủ làm xích ở trên 4kg một chút thôi. Rất là nhỏ nhẹ vừa tầm nhưng mà mang công suất lớn nha mọi người. Và đặc biệt em máy ngày hôm nay là đẹp xuất sắc luôn nha. Rồi giờ sẽ quay chi tiết cho anh em xem về máy này. Lam của em này được sử dụng lam tổng độ dài là 40, mặt cắt còn 35 nha mọi người. Xích được sử dụng xích chung 91 nhé. Lam này thì được lắp ráp lam Makita nha, lam Nhật bãi nha. Đó, nhưng mà lam này là lắp lam đẹp như mới nha mọi người. Dường như là như mới luôn. Đây, các nước sơn còn nguyên. Thì anh em xem các dòng Makita thì biết rồi, lam Makita một bên sẽ dập chữ chìm bên trong cây lam và một bên sẽ dập chữ nổi. Đây là bên này. Anh em thấy ha. Đây, đẹp như mới nhá. Xích thì đã được ráp xích mới cho anh em yên tâm sử dụng rồi, không cần phải lo về mảng rũa nữa nha mọi người. Đó. Ốp lam của em là được sử dụng ốp lam 2 ốc này, vặn trực tiếp bằng khóa 10, tăng xích trực tiếp tại má ốp lam nha. Đây, bên phía mặt mũi ốp lam này, quay cho anh em xem, mới keng xe beng luôn. Các nước sơn còn cực kỳ là đẹp, anh em thấy không? Sáng loang. Thì đời này có đầy đủ các chức năng như bộ giật trợ lực, núm bơm xăng phụ, chốt e tự động và có thắng xích nha. Thắng xích vẫn hoạt động bình thường nha, lóc mặt tiền đây nhá. Lóc mặt tiền là độ chạy trụa là không có luôn. Đẹp xuất sắc. Tình trạng máy là rim nguyên bản, bảo hành bao lột lòng 12 tháng. Anh em mua máy sẽ được tặng kèm 4 món đồ: típ mở buji, buji, rũa và một bình nhớt nhỏ cho mọi người. Đây là có số seri này, tem thương hiệu Lema này, mã số seri của máy đây. 55004583 nhé, Mắc in Japan, hàng chuẩn của Nhật Bản nha mọi người. Đó. Thì mặt là lốc mặt tiền đằng trước này được thiết kế cho mình hai bình nắp chứa nguyên liệu. Nắp màu cam này là bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt nhé. Nắp màu đen ở dưới này là bình chứa nguyên liệu nhớt thải để bôi trơn lam xích nha mọi người. Đó, rất là đẹp ha. Bên phía trục giật đây, tem kia rít vẫn còn nhá. Có sử dụng trợ lực lớn nha, nhằm kéo nhẹ cái là nổ nhá. Đó, núm bơm xăng phụ đây, chốt e đây. Các tem hướng dẫn sử dụng, tem máy vẫn còn. Đó, long lanh. Giờ em sẽ mở bộ phận lọc gió cho anh em xem về máy này. Đây, màng lọc đây. Đó, thiết kế màng lọc lưới nha, màng lọc tròn nha mọi người, chống bụi tuyệt đối đi vào bình xăng con và đầu nòng, chế quân rồ nha. Đó, mới keng xà beng luôn. Một em máy gọi là siêu vip nha mọi người. Lâu lâu mới được về một em tay dài mà đẹp là gọi là 95% như thế này nha, chứ không phải lúc nào cũng có cho mọi người nha. Mọi người tham khảo. Rất là đẹp, anh em mua về trưng bày hoặc anh em sử dụng thì khỏi suy nghĩ luôn, độ bền nó không biết bao giờ hư luôn nha. Đó. Rồi em Echo Kiorit, giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy nhé. Anh em nào ưng em này thì liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại 0988628901 để đặt hàng nha mọi người. Có trợ lực nha, trợ lực này xuống là tắt, đẩy lên là xài, có trợ lực lên là kéo nhẹ là nổ nhé. Không cần dùng lực nhiều. Thứ nhất là trọng lượng vừa đủ, anh em có thể vừa leo nhong nhánh tỉa cành hoặc anh em sử dụng trong gia đình vườn nhà hạ gốc cây này nó thoải mái nha mọi người. Và đặc điểm nữa là thứ nhất là máy rất là đẹp, còn rất là mới. Thứ hai là có đầy đủ các chức năng như bộ giật trợ lực, chốt e tự động và núm bơm xăng đầy đủ, có thắng xích đầy đủ luôn.
thì anh em sử dụng là nói chung là rất là dễ xài, dễ sử dụng, giật rất là nhẹ nhàng cho mọi người đó. Thì em này dường như là nó nắm hết rồi, bởi vì nó hệ đời mới mà, nên là đầy đủ các chức năng hết rồi nha mọi người. Echo Kiorit 3500. Đó, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại 0988628901 để đặt hàng nha mọi người. Anh em xem video nhớ bấm like video, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để ủng hộ cửa hàng bên em nhé.